nhá. Hôm nay đây, hôm nay em lại có một đơn đặt hàng con lại là con máy Hổ Vồ 375. Lâu lắm rồi không đứng trước ống quay để review con máy nào cả. Thì hôm nay nhân dịp đầu xuân năm mới thì em có bán một đơn hàng con máy Hổ Vồ 375 turbo giữa về trong Gia Lai. Thực sự là em rất có duyên bán máy Hổ Vồ về Gia Lai với Đắk Lắk, vì ở trong đấy anh em mua máy của em nhiều lắm, toàn máy Hổ Vồ đẹp, 371 với 375. Thì nhân dịp năm mới với lại có một đơn hàng con máy này, là con máy mới có 10 ngày thôi mà em bán 3 con máy Hổ Vồ turbo giữa 375 này rồi. Thì con máy này là con máy mà em sẽ bán về trong Gia Lai cho anh Ký. Anh ấy có nhờ một người bạn giới thiệu và biết đến cái cơ sở của em. Thì anh ấy bảo là anh ấy xem trên mạng thì cũng có hỏi một chỗ cơ sở khác nhưng máy người ta không đẹp. Thì anh ấy điện cho em bảo là có máy, anh muốn mua máy turbo giữa, máy của anh chở lặng trong Gia Lai thì anh em chở mía rất là nhiều, chở mía ấy, như chở vào nhà máy đường hay gì đấy. Thì anh ấy bảo chọn cho anh một con máy còn nguyên bản nguyên zin. Thì nói thật là cái dòng máy 375 Hổ Vồ A7 đầu kéo 375 này ấy, nó là đời turbo giữa ấy, nó là đời 25-26 mới có anh em ạ. Thì máy này là tôi nói thật với anh em là nếu mà máy đẹp thì không phải cơ sở em có, vì cơ sở em muốn nhập quá nhiều máy Hổ Vồ, vài trăm con máy thì mới có. Hiện tại cơ sở em còn khoảng 10 con này nữa, nhưng nếu mà máy đẹp như thế này thì không còn nhiều nhá, chỉ còn 1-2 con thôi. Thì may hôm trước em vừa bán mất 2 con rồi, con này là con thứ 3 bán đi. Hôm trước bán về Thanh Hóa một con và Nghệ An một con, thì bây giờ con này là bán về Gia Lai cho anh Ký. Thì đây là con máy mà em đã chọn cho anh Ký nhá. Thì con máy này là em sẽ đọc vòng tua của nó, là vòng tua của nó là 2002, mã lực của nó là 276 kW và là 375 PS. Vòng tua của nó lòng của nó là 1 tấc 27 28 anh em ạ. Con này thì lắp trên con đầu kéo A7 ấy, anh em cứ để ý nhìn con Hổ Vồ A7 chạy trên đường ấy, mà cái đầu kéo A7 Hổ Vồ A7 chạy trên đường thì là máy của nó là máy này nha anh em nhé, 26 25 26 mới có turbo giữa. Thì con máy này nó tình trạng của nó đẹp ở đâu, nó còn nguyên ở đâu, em sẽ quay cho anh em cùng xem và cũng biết để xem cái lời em nói có chính xác hay không. Và thực sự là con máy này nó còn khoảng 90-95% máy còn nguyên zin hết nhá. Đây, đầu tiên là con heo của nó này anh em xem này, nếu mà máy rất động chạm rồi thì những chỗ này nó sẽ mất dấu, con heo nó vẫn còn nguyên bản nguyên zin hết này anh em ạ. Những chỗ này nó chưa có sự can thiệp của cà lê nhá. Đây, kẹp chì này, kẹp chì cả thân bơm này và đít bơm cũng kẹp chì đấy nhá anh em nhá. Cái này thì không ai có thể làm được cả, đít bơm và thân bơm này, cái này nguyên zin hết này, những con ốc này chưa có động chạm. Đây, nếu mà tháo bơm ra thì những chỗ này sẽ mất dấu hết, nhưng này còn nguyên bản hết, nguyên bản chưa có động chạm lốc. Con máy này nó chạy rất là ít, vì thế mà cái lốc của nó vẫn còn được giữ được cái màu nguyên bản của nó. Nếu mà chạy nhiều, chạy nóng máy ấy, thì cái màu sơn của nó sẽ không được tươi như này nữa, nó không được xanh như này nữa. Nếu mà chạy nhiều nó sẽ chuyển sang màu xỉn, màu đen rồi. Đây, đây bơm của nó vẫn còn nguyên zin hết nha anh em, chưa có sự can thiệp của cà lê, tất cả những cái dàn ốc. Đây, cái con bơm xong, thân lốc bên này đã xong. Đây, bây giờ đến cái phần này anh em ạ. Đấy, cái phần ốc quy lát này, tất cả những con ốc ở trên ốc quy lát, cái thứ ở nguyên zin ở trên này nguyên zin hết nha anh em nhá. Đây anh em xem này, tất cả nguyên zin hết này, từ A đến Z luôn này. Đấy, ốc quy lát này nguyên bản này, ngoài bác gọi là ốc vận máy nha anh em nhá, nguyên bản hết. Đây, những con ốc co dây co dầu thứ vẫn nguyên hết, chưa có một con ốc nào động chạm cả. Cái lắp cabo, con ốc lắp cabo cũng còn nguyên zin, chưa có sự can thiệp của cà lê. Đấy anh em xem này. Không anh giúp anh cái okay, nhá. Okay. Đây, tất cả nguyên zin hết nhá anh em nhá. Đây, nguyên bản hết này. Đây, từ A đến Z luôn. Những con ốc quả chưa động chạm luôn này anh em này. Đây, đây turbo rất sang cái phần này. Tất cả. Nói chung là cái máy Hổ Vồ này thì ở ngoài Bắc này nó phổ biến lắm. Ở trong trong miền Nam thì tùy từng tỉnh nó cũng rất là được chuộng. Vì cái Hổ Vồ này á, thứ nhất là đồ đạc nó rất là lùi đồng với đá. Thứ hai nữa là cái xe của nó riêng lắp lên cái máy Hổ Vồ này á, nó thứ nhất là xe nó rẻ hơn xe Hyundai rất là nhiều, và thứ hai nữa là cái đồ của nó dễ mua rẻ. Bây giờ một con Hyundai có thể mua được 2 con Hổ Vồ mà chạy thì có thậm chí Hổ Vồ chạy khỏe hơn anh em ạ. Có thể được tuổi thọ nó sẽ không bằng, nhưng nói chung là cái gì thế. Đây, turbo giữa nó làm ở đây, có một đời turbo giữa ở đây và một đời turbo làm sau ở đây. Turbo làm sau thì nó sẽ rẻ hơn, nó sẽ rẻ tiền hơn vì nó đời nó sâu hơn, ít người dùng. Đây anh em xem này, tất cả cái sinh hàm nước của nó tất cả là nguyên bản hết, toàn thể con máy là một khối nguyên bản nha anh em nhá, chưa có một con ốc nào đụng chạm. Máy này chỉ có đời 25-26 mới có thôi. Đây, turbo giữa tất cả nguyên zin hết nhá anh em nhá. Đây, và con máy này, tổng thể con máy là chưa có một con ốc nào động chạm. Đây anh em xem này, tất cả nguyên zin này. Đấy, đây nguyên zin những con ốc này, ốc đầu trục cơ nguyên zin hết, chưa động chạm nha anh em nhá, nguyên zin chưa động chạm. Đấy, rồi nguyên zin chưa động chạm thì nguyên bản hết từ A đến Z luôn, nguyên bản, kinh điển chưa anh em, nguyên bản hết. Giờ sẽ cho anh em thợ test lỗ.
quá chất. Ổ vô 375 turbo giữa nhá. Máy nguyên zin hết. Máy quá mới và đẹp. Không một tí khói, không một tí đổ hơi luôn. Tao sợ là một con này không lắp đăng đen hay sao ấy. Đang tăng tí đây. Căng. Cẩn thận nhá. Quá là chất. Điểm 10 cho chất lượng. Không một tí khói luôn. Khói, không một tí đổ hơi. Ta đây. Ta đây, ta đây. Nghe sướng tai thật. Máy zin chưa động một con ốc nha anh em nha. Máy chưa động thì máy còn nguyên zin thì tiếng nổ vẫn khác hẳn. Hơi nó khít. Nghe sướng ra. Con này là con thứ 3 rồi nha anh em nha. Con thứ 3 trong tháng này em bán rồi. Có 10 ngày thôi. Ba con 375 rồi. Turbo giữa rồi. Lổ sướng quá, máy zin sướng. Vừa rồi em vừa test lổ xong siêu phẩm của Vô 375 turbo giữa cho anh Ký ở Gia Lai. Con máy thứ 3 trong 10 ngày nay rồi. Và đúng là đến cái dòng máy của Vô 375 turbo giữa này, nó đến thời kỳ cái đầu kéo của Vô A7 ấy, chạy trên đường ấy, nó kéo hàng nhiều quá, nó đến thời kỳ hỏng rồi anh em ạ. Bây giờ nó rất là nhiều người có nhu cầu mua cái dòng máy này, em bán rất là chạy. Một năm phải bán được mười mấy 20 con máy này đấy. Thì vừa rồi ấy, em có gà hết cỡ, gà mạnh như thế, không một tí khói, không một tí đổ hơi nhá anh nhá. Cái dòng máy này thực sự là nó rất là, nếu mà con nào đẹp ấy, nghe tiếng nổ nó khỏe. Vì nó anh em ạ, cái đầu kéo ấy lúc nào nó kéo hàng 5-70 tấn cơ. Có con kéo hàng trăm tấn. Vì thế mà máy á, nó nổ lên á, máy là tiếng nổ, chất lượng tiếng nổ nó phải như thế nào anh em ạ. Con này nói thật với anh em là con máy này nổ nó quá là êm. Và nói thật là cái giá trị sử dụng còn rất là cao, vì tất cả nó còn nguyên zin hết, chưa có một con ốc nào động chạm hết. Vì thế mà cái giá thành của nó cũng không hề rẻ đâu. Nhìn thế này thôi anh em ạ, những con hổ vồ này á, giá của nó cũng không khác gì những con máy 6V kép hay gì, thậm chí còn có con đắt hơn anh em ạ. Thì đấy là cái đơn hàng mà con máy hổ vồ 375 turbo giữa cho anh Ký ở Gia Lai. Anh ấy không ra được nhưng anh ấy tin tưởng, anh ấy đặt vào, anh tin tưởng em làm sao. Và em chọn cho anh một con máy nguyên bản. Thực sự là kể cả khách hàng người ta chỉ đặt tiền cho em thôi, và đến nơi khách hàng vẫn được kiểm tra lổ máy, được xem hàng. Nếu mà hàng không đúng theo tiêu chuẩn, không đúng theo lời nói em nói, em xin hoàn trả lại tiền cho khách hàng nhé. Khách hàng có quyền được test máy này, kiểm tra lỗ thoải mái. Đấy là cái điều mà những khách hàng mua hàng bên cơ sở em đều được có quyền lợi được hưởng nhé anh em nhé. Thì qua đây em cũng xin gửi lời chân thành cảm ơn sâu sắc nhất đến anh Ký vì đã tin tưởng và ủng hộ cơ sở của em.
Thì và thứ hai là em xin chúc mừng anh, thì nó thật là con máy này tất cả nó đều là một khối nguyên bản hết. Thì nó thật là nhiều khi ấy có tiền chưa chắc mua được anh em ạ. Con máy này nó còn rất là đẹp và nó thật là tất cả nguyên bản màu lốp sơn của nó còn nguyên zin hết và cái giá trị sử dụng của nó còn rất là cao. Thì nó thật là anh Chí mà không tìm đến em mà nó thật là chưa chắc đã mua được con máy nào để nó cái giá trị sử dụng của nó còn cao như này cả, không có đâu anh em ạ. Thì chúc cho ông anh về dùng thật bền, dùng thật tốt, mong sao nó mang lại cái giá trị nhiều hơn nữa với số tiền mà anh đã bỏ ra để mua nó. Thì cái dòng máy này nó tất cả nó còn nguyên zin. Nếu mà một con máy không riêng không còn nguyên, máy đã ra rồi ấy, nó chỉ là rẻ bằng một lửa thôi anh em ạ. Vì thế mà giữa con máy nguyên zin và con máy ra rồi nó giá trị sử dụng nó khác nhau lắm. Thì qua đây em cũng có đôi lời với tất cả các quý khách hàng là năm hết Tết sắp đến rồi. Thực sự là trong nhìn lại hôm nay để mình nhìn lại trong một năm qua mình đã làm được những cái gì và khách hàng mình, cái con đường đi của mình hay là những khách hàng người ta đã là mình đã bán hàng cho tất cả các khách hàng thì trong mình nhìn lại xem là trong trong lòng khách hàng hay là trong trong cái anh em trong cái cộng đồng anh em cùng đam mê các loại động cơ ấy, thì mình đã làm được gì và chưa làm được gì, đã có chỗ đứng trong lòng của tất cả mọi người chưa, chỗ đứng nhỏ nhỏ cái thương hiệu của mình, cái cơ sở động cơ ô tô Thịnh mình đã làm được gì và chưa làm được gì. Thì một năm nó cũng là cái lúc để mình nhìn lại mà trong vòng một năm qua, kể cả khách hàng hay là ai cũng thế, hoặc công việc của mọi người thì cái dịp cuối năm để mọi người xem lại trong năm qua mình đã làm được gì. Thì đối với em là thực ra là mình cũng làm được rất là nhiều điều tích cực. Thì có những khách hàng người ta điện cho em, người ta cũng bảo là cái cơ sở của anh em xem em theo dõi anh rất là lâu rồi, nhưng đa phần là mọi người đều có cái nhìn tích cực về cái cơ sở của em, thì em cũng rất là cảm ơn. Còn chắc chắn là mình không thể làm hài lòng tất cả mọi người được, nhưng chắc 10 phần thì ít nhất là có 7-8 phần người ta đón nhận cái cơ sở của mình và nhìn mình với một cái cơ sở của mình với hướng tích cực nhất. Thì cái đấy là em rất là cảm ơn. Và còn điều gì mà thiếu sót mà chưa làm được thì chắc chắn là sang năm tới thì chắc chắn là sẽ cố gắng là để cải thiện và làm tốt hơn nữa, để mong sao mang lại được nhiều cái sản phẩm tốt, giá cả hợp lý nhất và rẻ cho mọi người, đến tay với tất cả mọi người, mong sao phục vụ được nhiều hơn nữa mọi người nhá. Thì cũng chúc cho anh em sang chuẩn bị đón một cái Tết thật hạnh phúc và đầm ấm bên gia đình và người thân của mình. Thì mong sao nếu mà anh em cần tư vấn máy móc gì thì mọi người cứ alo vào trực tiếp vào hai số điện thoại của em, hoặc là nhắn tin qua Zalo hai số điện thoại của em nhá. Thì em sẽ tư vấn miễn phí cho anh em làm sao có thể mua được cái dòng sản phẩm nào nó phù hợp nhất với cái công việc và cái điều kiện kinh tế của mọi người. Thì và anh em có thể tìm kiếm search trên Google, trên YouTube, trên TikTok động cơ ô tô Thịnh hoặc là động cơ ô tô Hương Thịnh VB88 ấy, đều là kênh của em hết. Thì và trong đó sẽ có đầy đủ bốn cái cơ sở của em, có đầy đủ tất cả các loại động cơ xe tải, từ tải trọng nhỏ đến tải trọng lớn, tất cả đều là hàng nghĩa địa đẹp hết. Các loại động cơ máy gặt này, máy hút cát này, máy xúc, máy ủi, máy công trình, máy tàu thuyền ra biển đánh cá, đầy đủ hết, không thiếu một cái gì cả. Các loại cầu số này, cầu anh em cần thay cầu to cầu nhỏ, cầu to cầu nhỏ lên cầu to lên số nhỏ lên số to, em bên em đều đuổi cát và trao đổi hết. Và anh em mua hàng vặt gì thì mọi người cứ alo cho em, đầy đủ. Ví dụ như anh em hỏng hóc những cái phần bộ phận nho nhỏ ấy, ví dụ trục cơ lốc mà mọi người chưa cần thiết phải thay máy ấy, thì mọi người có thể điện cho em, em sẽ tháo máy ra bán. Vì bên cơ sở em có thể bán đầy đủ ấy. Em bán được rất là nhiều đồ lẻ cho khách hàng. Vì nhiều anh em á, đồ mới nó sẽ không tốt bằng đồ cũ đâu, đồ đi theo máy bao giờ nó cũng tốt hơn. Vì thế mà nhiều anh em người ta thích mua đồ cũ, không thích mua đồ mới. Vì thế là em sẽ bán, tháo ra bán cho tất cả các anh em. Anh em cần đồ gì thì cứ alo cho em nhá. Em xin chân thành cảm ơn mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh em ở những video tiếp theo nhá.